Chào các bạn, và mình là người nhện pha ke. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi về vùng quê bất ổn để mình giúp đỡ mọi người nha các bạn. Hiện tại thì ở vùng quê bất ổn xuất hiện khá là nhiều tội phạm luôn. À, đây rồi các bạn ơi, phía trước mặt mình luôn nha. Này nha, bọn tội phạm kia đang làm cái gì vậy, đang làm cái gì vậy? Các bạn thấy mình chạy xe ghê không? Người nhện pha ke mà các bạn. Ui, các bạn coi kìa, mọi người tấn công mình quá chừng luôn. Này nha, mấy anh trai hung dữ hả? Có cả vũ khí hạng nặng luôn các bạn. Mọi người ơi, mọi người chạy đây đi. Người nhận pha ke đây, người nhận pha ke đây. Ui các bạn. mình đá không trúng kỳ vậy ta. Ơ kỳ vậy. Đây các bạn. Hả? What the? Mình đạp không được luôn các bạn. Còn mấy anh trai này hả thì cố gắng đánh mình nha. Ui mấy anh trai ơi, hơi bị đau đó. Bởi vì mình là người nhận pha ke cho nên là mình không có kỹ năng nha các bạn. Này thì mấy anh trai tội phạm nè. Này thì mấy anh trai tội phạm nè. Dám buôn bán hàng cấm hả? Tới công chuyện với người nhận pha ke luôn. Ui anh trai đó. Hả? Cái gì mà ghê như vậy? Nào 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 nào, nào mọi người. Đau mọi người ơi, mọi người ơi đau. Các bạn nhìn kìa, mọi người đánh mình mà mình chạy không được luôn. Kỳ vậy, nào nào chạy 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 chạy. Không ổn rồi các bạn ơi. Kiểu này á là mình phải cần thêm một nguồn sức mạnh mới để mình có thể bảo vệ mọi người nha. Chứ với sức mạnh này thì không thể được các bạn. Bởi vì mình là người nhận pha ke, mình không có kỹ năng cho nên là mình khá là yếu luôn. Nhưng mà làm sao mình có nguồn sức mạnh mới bây giờ đây? Mấy anh trai tấn công em hả? Mấy anh trai tới công chuyện với em rồi. Các bạn nhìn nè, mấy anh trai này hả khá là khỏe luôn. Mọi người đánh mình quá chừng luôn các bạn. Này nha, mấy anh trai tội phạm nè. Bình thường người nhện kia đó thì mình có kỹ năng nha các bạn. Mình phóng tơ, mình bay lượn đủ thứ các kiểu luôn. Còn người nhện này á không có kỹ năng các bạn ơi. Mọi người đánh mình chỉ biết đứng chịu thôi à. Mấy anh trai ơi, mấy anh trai chờ em đi. Để em làm highlight cho mấy anh trai xem nè. Mọi người đang định đuổi theo đánh mình đó các bạn. Nhưng mà làm sao đuổi theo kịp mình. Rồi mấy anh trai ơi, mấy anh trai cứ đứng chỗ đó đi. Người nhện pha ke đến đây. Người nhện pha ke đến đây, ui cái gì vậy? Chạy xe, sao mình quẹo qua không được ta. Rồi rồi mấy anh trai ơi, đứng đó chờ em đi. Đứng đó chờ em đi. Kỹ năng này á mình nhớ bình thường mình sử dụng được nha các bạn. À được rồi các bạn ơi, kỹ năng này phát huy hiệu quả rồi. Tuy là mình đánh nắm không được nhưng mà có kỹ năng này á nó cũng đỡ nha các bạn. Được rồi mấy anh trai ơi, đuổi theo em đi. Ui các bạn nhìn kìa, cái lốp xe phía trước của mình bị xì lốp rồi các bạn ơi. Nào 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 nào, phía lại. Sao vậy anh trai? Wow các bạn nhìn kìa, đá anh trai kia một phát luôn các bạn. Anh trai kia văng ra sập thật xa luôn. Ở đây hiện tại bây giờ còn lại 4 anh trai nha. Được rồi, người nhện pha ke sẽ giúp đỡ mọi người đây. Này nha, anh trai này dám tấn công mình nè, dám tấn công mình nè. Đánh đấm kiểu này mỏi tay quá các bạn ơi. Cái này gọi là mình đánh chay nha, đánh không kỹ năng các bạn. Đánh vậy á phải nói đúng mỏi tay luôn á. Đây các bạn nhìn nè. Mọi người á thì khá là khỏe nha các bạn. Không ổn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm nguồn sức mạnh mới để mình có thể bảo vệ được mọi người nha. Chứ với sức mạnh này thì bây giờ không thể nào được các bạn. Mình khá là yếu luôn. Đánh nhau cả nửa tiếng đồng hồ mà các bạn nhìn kìa, mấy anh trai này á không có sao luôn. Ui may quá các bạn ơi, mình đã nhặt được một cái bóng chày nha. Này nha, anh trai đánh em nè, anh trai đánh em nè. Còn mấy anh trai nữa các bạn ơi, chắc mình nghĩ á là mình phải rời khỏi chỗ này thôi các bạn. À hiện tại bây giờ chỉ còn lại 3 tên tội phạm thôi nha. Lúc nãy thì mình thấy hình như lâu đó tầm khoảng là 8 đến 9 người các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ còn lại 3 người thôi. Và mình đã vừa hạ gục được anh trai kia rồi. Xử lý phải nói khá là cồng kềnh các bạn ơi. Mất thời gian ghê luôn ta. Đó các bạn, người nhện mà không có kỹ năng, người nhện pha ke, xử lý phải nói đúng lâu luôn ha. Một pha xử lý khá là cồng kềnh các bạn. Cái bộ đồ của mình nó cũng chán nữa. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. À, mình có cả vũ khí nè các bạn. Được đó, được đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi về vùng quê bất ổn để giúp đỡ mọi người nha. Hiện tại bây giờ ở vùng quê bất ổn xuất hiện khá là nhiều tội phạm nè các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, người nhận làm highlight nha. Bắn lên luôn. Đó. Ghê chứ các bạn, ghê chứ các bạn. Người nhận pha ke chứ bị ghê đó nha. À, xem hết xăng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ghé vào đây để mình đổ xăng nha. Hello, xin chào mấy anh trai. Ơ, các bạn nhìn kìa. Thằng Sấm Thò hả? Mình thấy rồi các bạn ơi. Thằng Sấm Thò đang làm cái gì vậy ta? À, thằng Sấm Thò đang nói chuyện với anh trai này nha các bạn. Được rồi, thằng Sấm Thò ơi, cho mình mượn cái búa thằng Sấm Thò. Thằng Sấm Thò ơi, cho mình mượn cái búa đi.
Wow, các bạn thấy sức mạnh của mình ghê không? Mình vừa nhặt cái búa thôi các bạn, mà có 11 luồng sáng từ ở trên trời chiếu xuống. Và bây giờ người nhận pha kè của chúng ta bay được luôn các bạn ơi. Wow, đã như vậy. Hình như là ở đằng kia mình thấy còn tội phạm thì phải được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bay lại đây, mình giúp đỡ mọi người nha. Công nhận mình bay đúng nhanh luôn các bạn ơi. Phanh không kịp luôn á. Này nha, bọn tội phạm kia đang làm cái gì vậy? Hả, các bạn nhìn kìa, mấy thanh niên này đã làm gì vậy ta? Này thì dám chống với người nhện hả? Bây giờ người nhện đã sử dụng được cái búa sắp tho rồi, cho nên là mọi người đánh mình không có được đâu nha. Ôi các bạn nhìn kìa, mới đánh có mấy phát thôi các bạn, còn mấy anh trai này hả, đánh búa rồi. Wow, mình teleport được luôn các bạn ơi. Kỹ năng này phải nói khá đẹp với các bạn. Đó, các bạn nhìn kìa, đẹp ghê chưa các bạn? Mấy anh trai này nha, dám tấn công mọi người hả? Người nhện qua ke sẽ bảo vệ mọi người nha. Bây giờ gọi là Spider-Man Thor rồi các bạn ơi, bởi vì người nhện của chúng ta đang sử dụng cái búa của sống Thor nha. Cái búa này đánh thì nó khá đã luôn các bạn. Đó, cái tiếng đánh á nghe thật luôn các bạn ơi. Bon bon bon. Cái tiếng đánh nghe phải nói đúng chất lượng luôn á. Còn mấy anh trai này nha, chạy đâu anh trai? Em teleport nữa nè. Mỗi lần mình teleport đó, cái màn hình của mình nó chuyển màu các bạn, khá là đẹp luôn. Đây các bạn, người nhện Thor nha. Anh trai này chạy đâu với em, chạy đâu với em? Các bạn thấy không, mình xử lý nhiệm vụ này phải nói khá là nhanh luôn các bạn. Các bạn nhìn kìa, hiện tại bây giờ chỉ còn lại một tên tội phạm thôi nha. Hả? Cây búa đang sống Thor đánh cho nó đúng đã luôn các bạn ơi. Làm nhiệm vụ trong vòng 1 phút 30 giây thôi các bạn. Còn mình bay các bạn nhìn nè, bay khá là nhanh luôn các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ bay một vòng ở đây, mình giúp đỡ mọi người nữa nha các bạn. Thanh niên kia là thanh niên nào? Tại sao lại dám tấn công mình, rồi còn cướp luôn cái búa của mình đó chứ? Bây giờ thằng sấm thò của chúng ta đã mất đi cây búa rồi các bạn, cho nên là sức mạnh của mình hiện tại bây giờ không còn nữa nha. Làm sao bây giờ đây, làm sao bây giờ đây? À, may mắn quá các bạn ơi, thanh niên kia còn để lại chiếc xe cho mình nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi nhờ biệt đội Avenger đi tìm lại cây búa của mình. Tự dưng mình đang đứng ở đó mà mình có làm gì đâu. Thanh niên đó là thanh niên nào? Mặc bộ đồ trông khá là giống với lại người nhện các bạn. Tấn công mình nè, rồi còn cấp luôn cái búa của mình đó chứ. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm biệt đội Avenger và nhờ biệt đội Avenger giúp đỡ mình lấy lại cây búa nha. Đây các bạn nhìn nè, thằng Sấm Thor chạy xe lên là luôn mới ghê với các bạn. Ui. Thằng Sấm Thor này chạy xe phải nói đúng hổ báo luôn ha. À mình quên với các bạn, bây giờ mình sẽ gọi điện cho biệt đội Avenger đến đây đón mình. Chứ mình chạy đến nhà cái biệt đội Avenger thì phải nói khá là lâu luôn. Rồi rồi rồi, bây giờ mình sẽ đứng ở đây, mình sẽ gọi điện cho biệt đội Avenger đến đây để đón mình nha. Rồi sau đó tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm tên người nhện pha ke để đòi lại cái búa thằng chấm tho hả các bạn. Mọi người đã mất tiêu hết rồi. Lúc nãy rõ ràng là đi chung với mình có cả biệt đội Avenger nữa các bạn, mà tự dưng bây giờ mình không biết là mọi người ở đâu nữa. À mình thấy rồi các bạn ơi, người khổng lồ da xanh đây. Captain này các bạn, rồi phù thủy thoái thượng nữa nè. Mọi người ơi, lên xe nhanh lên đi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giúp đỡ thằng Sấm Thoa nha. Cái gì vậy? Sao mà lên xe không được? Nào 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 nào. Chiếc xe này rõ là của mình mà các bạn. Một mình không biết lý do vì sao nữa, mình lên xe không được nè. Mình lên xe không được là mọi người không ai đi theo mình nha. Làm sao bây giờ đây ta? Nào lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Hình như là bị lắc rồi các bạn ơi. Người nhện của chúng ta bị lắc rồi. Mỗi lần mình lên xe á, người nhện cứ ngồi như vậy không à các bạn. Nào lên xe lại nè, lên xe lại nè. Được không, được không? Rồi lên các bạn ơi, không được này, không được rồi. Nào mọi người đi theo mình nè. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chạy bộ đến chỗ thằng Sấm Tho nha. Nhìn lên đi mọi người ơi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mình nghe tin là có một tên người nhện pha ke các bạn đã đánh cắp cây búa thằng Sấm Tho. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm tên người nhận pha ke đó nha. Nhưng mà trước tiên mình sẽ đi tìm thằng Sấm Tho cái đã các bạn. À ở phía trước mặt mình có bọn tội phạm luôn các bạn ơi. Đây rồi đây rồi. Này nhá bọn tội phạm nha. À đây các bạn ơi, thằng Sấm Tho nè. Được rồi thằng Sấm Tho ơi, giúp đỡ mình đi. Nhưng mà bây giờ thằng Sấm Tho đã mất đi cái búa rồi các bạn. Ui các bạn ơi kìa, thằng Sấm Tho đánh bằng tay không hả? Đánh không có lại đâu. Đây rồi các bạn ơi, thằng Sấm nào, phù thủy thối thượng nè, rồi cả người sắt nè các bạn. Nào mọi người giúp đỡ mình đi mọi người ơi, giúp đỡ mình đi. Mình là người nhận riêu đây, mình có kỹ năng để nói khá là nhiều đi các bạn. Đó các bạn thấy mình đánh ghê chưa? Còn anh trai thì nó chạy đâu đó các bạn. Mấy anh trai ơi cho em xin cái súng nha, mấy anh trai ơi cho em xin cái súng nha.
làm sao mà tấn công được mình. Mình là người nhận riêu mà. Được rồi các bạn ơi, team anh trai này đó nè. Đó, các bạn thấy biệt đội venture của mình ghê không? Đánh luôn một tội phạm các bạn, nhưng mà đánh bằng tay không nha. Rồi mọi người ơi, trừng trị bọn tội phạm đi mọi người. Mọi người ơi, trừng trị bọn tội phạm đi. Đúng rồi, hay lắm mọi người. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Hai các bạn nhìn kìa, người nhện phá ca xuất hiện rồi các bạn ơi. Một đánh một thôi. Ui, những người bạn của mình hết nè các bạn. Người không là da xanh nè, người sắc nè. Mọi người đã xẻo rồi các bạn. Ui, những tên tội phạm kia nữa. Ơ cái gì vậy? Sao mà đánh đấm tùm lum tùm la vậy? Này thì người nhện phá ke nè. Này thì người nhện phá ke nè. Giác tích cấp thì muốn cần sống thoa hả? Người nhện phá ke với mình hả? Mình khá là mạnh đó các bạn ơi, mình không có yếu đâu. Tưởng đâu dễ ăn hả? Ôi các bạn ơi, người nhện phá ke sử dụng ke búa cần sống thoa, đánh đấm phải nói khá là mạnh nha. Nào bye. Ơ chỗ kia mấy tên tội phạm như vậy cũng khá là trâu bò lắm các bạn ơi. Đánh đấm quá chừng mà mấy tên tội phạm kia không sao kìa. Cũng như đồng đội của mình được đòi Adventure để nằm xuống xỉu rồi các bạn. Nào bay lên. Đó phải như vậy chứ. Này nha bọn tội phạm kia. Ơ các bạn nhìn kìa, cái gì mà đánh nhau tùm lum tùm la hả? Người nhảnh pha ke đánh mình, đội người nhảnh pha ke đánh luôn các bọn tội phạm nữa các bạn. Này thì mấy tên tội phạm hả? Được rồi các bạn ơi, mình đã tiêu diệt hết toàn bộ các tên tội phạm rồi. Việc bây giờ mình cần làm đó chính là mình sẽ lấy lại cây búa cho thằng sấm tho nha. Từ từ thôi. Ui, tạo được cơn lốc bằng sấm luôn các bạn. Các bạn nhìn chưa, cơn lốc bằng sấm hả? Cơn lốc đó khá là mạnh luôn các bạn. Này nhá, người nhảnh pha ke với mình nè, mình dùng cái năng lực đó khá là nhiều luôn các bạn ơi. Rõ ràng lúc nãy mình thấy mình đấm người nhảy pha ke, cây búa của người nhảy pha ke rớt ra ngoài luôn các bạn. Mà sao mình nhặt lại không được ta? Mình nhặt được cây búa đó thì người nhảy pha ke tới công chuyện với mình luôn các bạn. Rồi bay nè. Người nhảy pha ke hình như vẫn đuổi theo mình đó các bạn ơi. Rồi bay. Ui các bạn, mặc dù mình bay khá là nhanh nhưng mà người nhảy pha ke có tốc biến nha. Đuổi theo mình cũng khá là nhanh luôn các bạn ơi. Mình chạy theo cũng không kịp nữa. Rồi phóng tơ bay nè. Bây giờ mình sẽ dẫn người nhảy pha ke lại đây. Mình sẽ đánh nhau với người nhảy pha ke đây nha các bạn. Bởi vì trước kia có khá là nhiều mọi người luôn, mình sợ đánh nhầm trúng mọi người đó các bạn. Cho nên là mình sẽ dụ người nhảy pha ke đến đây nha. Ở đâu rồi? Người nhảy pha ke đâu rồi? Thanh niên kia. Ơ mình không thấy luôn các bạn. Ui mình thấy được các bạn ơi, người nhảy pha ke đâu đến đây rồi. Này nhá, người nhảnh pha ke ơi, mình đứng ở đây nè, bạn lại đây với mình đi. Hả? Người nhảnh pha ke tấn công luôn cả mọi người các bạn. Rồi, lại đây đi bạn ơi, lại đây đi. Mình đứng ở đây mình chờ bạn nè. Mình với lại người nhảnh pha ke bay nhảy vòng luôn các bạn. Rồi, bạn đã rồi người nhảnh pha ke. À, mình thấy rồi các bạn ơi. Kìa, người nhảnh pha ke tốc biến phải nói khá là nhanh luôn nha. Sử dụng cây búa sấm thoa các bạn. Ui, sức mạnh của nó kinh khủng luôn á. Bay với mình nè. Mình cũng may được nữa nha. Mình là người nhảy nó. Ơ đâu rồi? Ui các bạn, đánh chết một cái thôi, cái máy của mình nó lắc luôn các bạn ơi. Này thì người nhảy pha ke với mình nè. Ui các bạn, sức mạnh của cây búa Bionia á, nó mạnh hơn sức mạnh của mình nha. Mình đánh đấm cũng không lại nữa các bạn. Rồi đánh nè. Cái gì kỳ vậy? Rồi đạp nè, đánh nè, đấm nè. Đánh nhau tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ là mình đuổi hơn người nhảy pha ke rồi các bạn. Nào, bay lên. Kì vậy ta. Đánh muốn không nổi luôn các bạn. Ơ đâu rồi? Này nhá, bay với mình nè. Bạn bay với mình hả bạn? Đâu rồi ta? Người nhảy pha ke này mình đuổi các bạn ơi. Đánh mình á, mình không thấy đường, mình đánh lại luôn nha. Rồi bay nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Người nhảy pha ke hả? À, được rồi các bạn ơi, mình đánh được rồi, mình trả đũa rồi các bạn. Ui anh trai kia chạy đâu vậy anh trai? Đi về nhà đi anh trai ơi, anh trai chạy đâu vậy? Chỗ này người ta đang đánh nhau mà anh trai nó chạy này luôn các bạn. Mình sợ là đánh đúng anh trai thôi. Rồi các bạn nhìn kìa, cơn lốc bằng sấm sét nha. Cơn lốc đó phải nói khá là mạnh luôn các bạn ơi. Ôi đâu rồi? Mình chỉ đánh được đâu đó tầm khoảng là 1 đến 2 chiêu thôi các bạn. Còn người nhảy kia hả? Đánh trúng mình liên tục luôn các bạn ơi. Người nhện kia bay nữa hả? Ui, đi bay. Nào, chạy với mình hả? Mình có tơ nha, mình phóng tơ nha. Gì kỳ vậy? À, được rồi các bạn. Kẹt vào đó là tới công chuyện với mình luôn đó bạn ơi. Nào, bay lên. Chạy ra ngoài đây nè, đánh nhau cho dễ quan sát các bạn. Trong đó hả, cây bụi tùm lum tùm la hả? Đánh nhau phải nó cực kỳ khó quan sát luôn nha.
Đâu rồi người nhện phá ke? Ui các bạn ơi, ở phía bên đây nè. Các bạn thấy không? Người nhện phá ke sử dụng được cái búa thằng giấm thò đó. Tóc biến phải nói khá là nhanh luôn. Ơ, đừng có tấn công mọi người mà. 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 Bạn là đối thủ của mình nè, bạn người nhện phá ke ơi. Bạn đừng có tấn công mọi người nha. Đó các bạn, mình đánh trúng mấy chiêu rồi các bạn ơi. Mình đánh trúng mấy chiêu rồi. Bye 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 bye. Ôi, ui các bạn nhìn kìa. Anh trai kia hồi nãy chạy xe mô tô. Mình kêu đi chỗ khác chơi đi. Đánh sao đứt cái bánh xe ra ngoài luôn các bạn. Ấy bạn nhìn nè. À lấm 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 lấm. Người nhện pha ke hả? Mình nhặt được chiếc xe luôn các bạn. Đâu rồi ta? Người nhện pha ke này ba nhá khó chịu quá các bạn. À đánh trúng rồi nha bạn. Đánh trúng rồi nha. Bạn nhờn với mình nè. Bạn nhờn với mình nè. Mình đánh cũng được đấy các bạn. Ơ đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? À lại bay với mình hả? Ui các bạn nhìn kìa. Đánh xuống một cái thôi mà xe bay lên tùm lum tùm la luôn các bạn. Ôi đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui đào đó nha, đào đó nha bạn, đào đó nha bạn, người nhận pha ke. À được rồi các bạn ơi, mình chỉ đánh trúng được đâu đó tầm khoảng là 1-2 cái thôi các bạn. Ui này thì đánh mọi người nè, này thì đánh mọi người nè. Người nhận nó nhanh quá các bạn, mình đánh muốn không lại nữa mà. Nào nào nào, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Ra đây. Sau khi mình đã được người nhận pha ke thì mình sẽ nhặt lại cây búa cái thằng sấm thoi nha các bạn. Cây búa đó cái tên là cây búa Mjolnir. Đâu rồi ta? Thanh niên đó bay nhảy nhanh quá các bạn. Đó 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 các bạn nhìn kìa. Này thì đánh cảnh sát nè, này thì đánh cảnh sát nè, này thì đánh cảnh sát nè. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Bạn dám đánh cảnh sát hả? Bạn dám đánh cảnh sát hả? Bạn tới công chuyện với mình luôn. Bạn dám đánh cảnh sát nè. Được đó các bạn ơi, mình đánh trúng có được mấy chiêu nha các bạn. Đánh mình quá chừng, đánh mình quá chừng luôn. Nhưng mà làm sao đánh được mình? Ui này thì giỡn với mình hả? Này thì giỡn với mình nè. Bây giờ mình lại gần được các bạn, cho nên là người nhận pha ke đánh trúng mình rất là khó nha. Hồi nãy mình đánh xa các bạn, mình chưa có kinh nghiệm. Bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình đánh sắp đá cào luôn các bạn ơi. Đó các bạn nhìn kìa, người nhận pha ke đã đi bắn búa rồi các bạn ơi. Rồi rồi rồi, mình đã nhặt được cây búa của thằng sấm thò rồi các bạn. Đây rồi các bạn ơi, cây búa của thằng sấm thò đây. Người nhện của chúng ta đã sử dụng được cây búa của thằng sấm thò rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tìm những tên tội phạm, mình sẽ tiếp tục trừng phạt những tên tội phạm nha. Ơ, sao tự dưng mình lên 2 sao rồi? Rõ ràng là mình có ý mình muốn giúp đỡ mọi người mà. Các bạn nhìn kìa, bây giờ cảnh sát cho mình lên 2 sao rồi các bạn. Mà mình có làm gì đâu. Mình chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi mà. Không biết là ở đây có tên tội phạm này hay là không nữa. À đây là các bạn ơi, ở đằng kia có một nhóm tội phạm nha. Mình bay phải nói khá là nhanh luôn các bạn. Nhóm tội phạm này làm cái gì đây? Nhóm tội phạm này làm cái gì đây? Ôi các bạn nhìn kìa, một búa một thôi. Chiếc xe của mấy thiên niên tội phạm nổ rồi các bạn. Hả ghê chứ vậy. Mình sử dụng kỹ năng của người nhện, mình đánh phải nói cũng khá là lâu nha các bạn. Nhưng mà không ngờ cây búa này mình đánh chỉ có một cái một thôi, chiếc xe có mấy tên tội phạm nổ lên luôn các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây, mình sẽ tiếp tục đi tìm mấy tên tội phạm nha. Nào nào nào, bay lên bay lên bay lên. Mình bay cũng nói khá là nhanh luôn các bạn. Đó, người nhện lắc 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 cây búa thằng giấm thò, rồi sau đó bay xa thật là xa nha. Đâu rồi ta, mấy tên tội phạm đâu ta? Mình sẽ sử dụng thêm một vài kỹ năng nữa, rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn nha các bạn. Hả? Đừng có nói là ở đây không có tên tội phạm nào chứ. Không biết mình sử dụng kỹ năng không được hay là không nữa các bạn. Ô, được lắm các bạn ơi, được lắm các bạn ơi. Mình sử dụng kỹ năng không được nha. Đó, các bạn thấy cây búa này á, não dịu ghê vậy các bạn. Mình thấy rồi, mình thấy rồi. Không lẽ đây là mấy tên tội phạm vượt ngục hay là sao? Có phải không ta? Có phải không, có phải không? À, đúng rồi các bạn ơi, này thì tội phạm vượt ngục nè. Tội phạm vượt ngục nè. Ghê chứ các bạn. Cây búa này phải nói khá là mạnh luôn các bạn ơi. Đó, mấy tên tội phạm vượt ngục này hả? Thanh niên này đúng không? Thanh niên này đúng không? Mạnh ghê chứ các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một vài kỹ năng nữa, rồi sau đó mình sẽ kết thúc video nha. Wow các bạn nhìn nè, chiếc xe có mấy tên tội phạm, mình đánh chỉ có một cái một thôi các bạn, mà bay ra đằng đây luôn hả? Nào, ở vùng quê bất ổn này, có còn tên tội phạm nào nữa hay là không? Xuất hiện nhanh lên đi, xuất hiện nhanh lên đi. Người nhện sẽ giúp đỡ mọi người, trừng phạt những tên tội phạm cho các bạn. Ờ, chỗ này có không ta? Rồi, bay lên nè, bay lên nè. Các bạn nhìn nè,
lắc 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 cái búa bay nè. Ghê cho các bạn, cái này á mình nghĩ là mình bay một vòng từ đầu thành phố cho đến cuối thành phố, chắc trong vòng đâu đó tầm khoảng là 28 đến 29 nha các bạn. Để một chút nữa mình sẽ bay thử cho các bạn xem. Đây là các bạn ơi, những tên tội phạm. Ở đâu rồi? Hình như là hướng này nè các bạn. Đó các bạn nhìn nè, khá là nhiều những tên tội phạm luôn nha. Người nhện sử dụng cây búa thẳng thấp thô. Wow, đánh xuống một cái thôi các bạn ơi, sấm sét đánh ngay thanh niên đó luôn. Đây các bạn nhìn nè, mình điều khiển sấm sét luôn các bạn. Không phải gì viên thành sấm thò đâu các bạn ơi. Chỉ cần người nhện của chúng ta sử dụng được cây búa của thằng sấm thò là mình cũng có thể triệu hồi được sấm sét nha. Mạnh dữ vậy. Nào anh tay kia, lại đây mà tìm mình nè. Một cái một thôi các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là anh trai đó. Và tiếp theo sẽ là anh trai đó nữa. Mạnh quá các bạn. Rồi cả anh trai này nữa nè. Anh trai này nữa nè. Wow, cây búa của thằng sấm thò có khá nhiều kỹ năng nha các bạn. Mà toàn kỹ năng mạnh mạnh không à. Anh trai kia chạy đâu. Này thì nắp với mình nè. Nắp đi đâu đi chăng nữa thì mình cũng tiêu diệt được thôi. Mình cũng sẽ tiêu diệt được thôi. Mạnh quá các bạn ơi. Được rồi, bây giờ người nhện của chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những tội phạm nha các bạn. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. À khoan này các bạn ơi, để mình cho các bạn xem kỹ năng này cái đã. Đây, bây giờ mình sẽ đứng ở phía ngoài sân bay hả ta. Bởi vì ngoài sân bay là xa nhất là các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn như vậy thôi á, chứ mình bay khá là nhanh nha. Ghê cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đáp xuống ở đây. Rồi mình sẽ cho các bạn xem là mình bay nhanh đến bước nào nha. Các bạn đã chuẩn bị đếm chưa? Rồi, mình sẽ bay lên nè. 3, 2, 1. Lắc lắc cái búa bay nào.